rác thải nông thôn, vấn đề chưa bao giờ hết nóng, phản ánh tại xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy. Du lịch vườn quốc gia Cúc Phương trong mùa bướm bay, một trải nghiệm thần tiên. Đó là những thông tin chính sẽ có trong chương trình 10 phút vàng hôm nay, phát sóng trên kênh THP và THP Cộng của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Trước hết, hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin nóng trong ngày. Sáng nay, tập đoàn Gemadep và tập đoàn Sao Đỏ, chủ đầu tư khu phi thuế quan và khu công nghiệp Nam Đình Vũ, chính thức đưa cảng nước sâu Nam Đình Vũ giai đoạn 1 tại Hải Phòng vào khai thác. Đây là cảng lớn nhất khu vực Đình Vũ, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 40.000 tấn. Cảng nước sâu Nam Đình Vũ có diện tích 65 ha, 1.500 m cầu tàu, tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng. Cảng được đầu tư mới đồng bộ, trang thiết bị hiện đại, gồm cầu dàn Q, cầu dàn RTG, phần mềm quản lý tiên tiến. Theo dự kiến, trong quý 3 năm nay, giai đoạn 2 của dự án tiếp tục được triển khai xây dựng để đến năm 2020 sẽ trở thành cảng biển lớn nhất khu vực Đình Vũ, Hải Phòng. Là cảng thứ 7 trong hệ thống cảng của Gemadep được đưa vào khai thác, cảng Nam Đình Vũ đánh dấu bước ngoặt quan trọng cùng với cảng Nam Hải Đình Vũ sẽ làm thay đổi đáng kể vị thế của Gemadep, đưa tập đoàn này trở thành nhà khai thác cảng hàng đầu tại khu vực Hải Phòng. Từ ngày 1 tháng 7 tới, tiền lương cơ sở được nâng từ 1 triệu 300 ngàn đồng lên 1 triệu 390 ngàn đồng, nên chi phí mua bảo hiểm y tế theo diện hộ gia đình cũng tăng thêm từ 19 ngàn đồng đến 48 ngàn đồng một thẻ tùy theo đối tượng tham gia. Nghị quyết số 49 năm 2017 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 đã giao nhiệm vụ cho chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1 triệu 300 ngàn đồng một tháng lên 1 triệu 390 ngàn đồng một tháng. Đồng thời, nghị quyết cũng điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định đối với đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và trợ cấp ưu đãi đối với người có công, tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. Theo đó, mức tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình cũng sẽ tăng thêm từ 19.000 đến 48.000 đồng một thẻ với công thức mua không đổi. Hiện có khoảng 85% lượng rác ở nông thôn Hải Phòng được thu gom xử lý. Tuy nhiên, trên thực tế, công nghệ thu gom và xử lý rác còn lạc hậu, khiến cho vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải tại các khu vực nông thôn chưa bao giờ hết nóng. Ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên 10 phút vàng phản ánh phần nào thực tế đó. Tại ga rác của xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, tất cả rác thải dân sinh từ 9 thôn của xã tập trung tại đây. Chính quyền xã đã ký hợp đồng với đơn vị vệ sinh môi trường thu gom và vận chuyển từ 2 đến 3 xe ô tô tải rác mỗi ngày. Song ga rác tạm vẫn luôn trong tình trạng quá tải và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Thêm vào đó là sự thiếu ý thức của người dân. Ở làng này là khoảng 10.000 dân. 10.000 dân thì tất cả tập kết hết ra đây rồi là người ta cứ vứt đổ, nói chung là không có ý thức. Người ta vứt lên cả đến gần trên kia nữa. Rồi những cái con vật chết thì người ta vứt xuống đây không hết thì người ta vứt vào trong chỗ mộ, mồ mả của dân. Địa phương hiện nay cũng đã phương án họp lên họp xuống để bàn, để di chuyển các rác sang chỗ khác. Nhưng đến nay cũng chưa tìm được quỹ đất mà chưa tìm được chỗ hợp lý. Ý thức người dân chưa cao, việc thu gom vận chuyển không chuyên nghiệp dẫn đến việc rác thải đủ loại từ xác động vật đến rác cồng kềnh tràn xuống lòng kênh và từ đây được dòng kênh dẫn thẳng ra sông Văn Úc gây ô nhiễm môi trường nước. Ngày nắng cũng như ngày mưa, mùi xú uế, ruồi muỗi khiến người dân sống gần ga rác ở thôn 4 xã Kiến Quốc phải sống trong tình trạng bức xúc nhiều năm nay. Vào khoảng 12 giờ trưa nay, trên tuyến đường 359 tại khu vực thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm một người chết, một người trong tình trạng nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe ô tô tải biển kiểm soát 15C21174 trong lúc lưu thông theo hướng từ cầu Bính đi phà rừng đã đâm vào cột đèn tín hiệu giao thông và đâm vào chiếc xe mô tô biển kiểm soát 15B292967 đang lưu thông cùng chiều. Sau cú va chạm, hai người ngồi trên xe máy bị văng ra xa hàng chục mét, một người tử vong tại chỗ, một người được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, cột đèn tín hiệu bị gãy đổ. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Thủy Nguyên đã có mặt tại hiện trường, điều tiết phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.
Và tiếp sau đây trong phần tiêu dùng 24 giờ, biên tập viên Ngọc Lai sẽ cập nhật những thông tin kinh tế tiêu dùng đáng chú ý. Vâng, xin mời anh Ngọc Lai. Vâng, xin cảm ơn chị Hồng Nhung. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Bộ Công Thương, những ngày gần đây, giá lợn hơi bắt đầu tăng trở lại. Đáng chú ý, ở một số địa phương, giá lợn hơi tăng từ 5.000 đến 7.000 đồng một kg. Tại Hải Phòng, giá lợn hơi cũng đạt mức 40.000 đồng một kg. Giá thịt lợn hơi tăng mạnh chủ yếu là do giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tăng từ 10 đến 20%. Các loại nguyên liệu bổ sung như là vitamin, khoáng chất để pha trộn trong thức ăn chăn nuôi cũng tăng từ 7 đến 10 lần so với trước. Chính vì vậy, giá thành các sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam đã tăng lên so với cuối năm 2017, khiến nhiều hộ đã phải giảm đàn hoặc ngừng chăn nuôi. Điều này khiến nguồn cung giảm mạnh dẫn đến giá bán tăng. Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, số lượng đầu lợn hiện tại của cả nước giảm 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Theo danh sách bình chọn 18 khu nghỉ dưỡng golf tốt nhất châu Á vừa được tạp chí hàng đầu về golf của Mỹ là Golf Digest công bố, thì Việt Nam chiếm số lượng nhiều nhất với 4 khu nghỉ dưỡng golf gồm Laguna Lanco ở Huế, FLC Luxury Resort Quy Nhơn, The Bluffs Hồ Tràm Strip ở Vũng Tàu và Vinpearl Phú Quốc Resort and Golf. Trong danh sách này năm trước, 3 resort ở Huế, Quy Nhơn và Phú Quốc đều có mặt. Năm nay, resort ở Vũng Tàu lần đầu tiên được vinh danh vào top 100 sân golf tốt nhất thế giới. Laguna Lanco là một trong những thiết kế được yêu thích nhất của tay golf huyền thoại Sonic Fando. Tận dụng các đặc điểm tự nhiên để đưa vào thiết kế sân golf như cánh đồng lúa, rừng nguyên sinh và biển cảnh dương. Còn tay golf huyền thoại Greg Norman là tác giả của sân golf ở Vũng Tàu. Trong khi hai sân golf còn lại ở Quy Nhơn và Phú Quốc đều do các công ty hàng đầu thế giới thiết kế và xây dựng. Top 18 châu Á năm nay còn bao gồm các khu nghỉ dưỡng golf tại Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè đến cũng là khoảng thời gian để chúng ta tham gia những chuyến tham quan du lịch khám phá thú vị. Và trong hành trình của mình những ngày tháng năm này, hãy ghé qua rừng quốc gia Cúc Phương để chiêm ngưỡng cảnh sắc muôn vàn cánh bướm dập dìu bay lượn như trong chốn thần tiên. Mùa bướm ở Cúc Phương kéo dài từ cuối tháng 4 đến tháng 5 với hàng nghìn cánh bướm bay lượn suốt ngày. Mặc dù rừng Cúc Phương có gần 400 loài bướm ngày, nhưng phổ biến nhất vẫn là bướm trắng và nhiều loại bướm rừng đẹp đầy màu sắc như bướm phượng, bướm khế. Đoạn đường bướm bay đẹp nhất bắt đầu từ cổng rừng quốc gia Cúc Phương đến động người xưa, kéo dài đến khu vực hồ Mạc, xóm Bống. Hàng nghìn con bướm đủ màu sắc đậu thành từng đàn hai bên đường, biến nơi đây như một khu rừng đa sắc màu. Hy vọng đây sẽ là trải nghiệm thú vị trong chuyến vượt đầu hè của quý vị. Còn chị Ông Nhung này, chị đã từng chiêm ngưỡng cảnh từng đàn bướm bay lượn dập dìu trong khung cảnh thần tiên như vậy chưa? À vâng, thú thực với anh Ngọc Lai, thú thực với quý vị khán giả là tôi chưa từng bao giờ được đến rừng quốc gia Cúc Phương. Nhưng mà chỉ tưởng tượng đến cái cảnh đó thôi thì tôi đã thấy rất háo hức rồi. Nhưng mà hình như không phải cảnh bướm lượn như vậy có thể xuất hiện vào bất cứ thời điểm nào trong năm ở rừng Cúc Phương đúng không ạ? Đúng vậy. Xin bật mí với chị và quý vị khán giả, mùa bướm ở rừng quốc gia Cúc Phương chỉ kéo dài trong 2 tháng là tháng 4 và tháng 5 mà thôi. Vậy nên hiện tại là thời điểm đẹp nhất để thưởng thức vẻ đẹp của các loài bướm ở đây. Và xin thông tin thêm với quý vị là rừng quốc gia Cúc Phương nằm trên địa bàn 3 tỉnh, Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa. Chúng ta đi Ninh Bình, đến ngã ba Gián Khẩu, rẽ theo quốc lộ 12A, qua thị trấn Nho Quan 2 km rẽ trái là đến Cúc Phương. Vâng, có lẽ là tôi sẽ phải đến rừng quốc gia Cúc Phương một lần để được ngắm những cánh bướm vàng rực rỡ mà anh Ngọc Lai vừa giới thiệu. Và với những hình ảnh đẹp đẽ vừa rồi thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình 10 phút vàng hôm nay tại đây. Quý vị và các bạn hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email 10phutvang@thb.vn để cùng chia sẻ những thông tin mới nhất cũng như là quảng bá cho các sản phẩm của mình vào khung giờ vàng mỗi ngày. Và quý vị và các bạn muốn xem lại các chương trình 10 phút vàng xin hãy truy cập vào địa chỉ thb.vn. Còn bây giờ Hồng Nhung và Ngọc Lai xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ vàng ngày mai. Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền hân hạnh đồng hành cùng chương trình.